Phải lùa. Ôi, gặp anh Bảnh ra tù rồi. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sục sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo nhá. Vãi rồi, đứng canh ai vậy? Xong đời luôn thằng bé anh em ơi. Như vậy thì rất là dễ, kẹo đã có cho mình được một kill anh em. Bên này có người này. Phải lùa. Lại thêm một thanh niên ngáo nữa. Phải nói là hết sức đơn giản luôn thì mình đã có được 2 kill ở trong cái trận đấu này anh em. Cơ bản chẳng hiểu sao đầu trận gặp ngay mấy thằng ngáo anh em. Rồi nhá. Thì trong cái trận game ngày hôm nay, chúng ta sẽ chơi trên đảo Thiên Đường nha. Mấy ngày vừa rồi thì mình toàn chơi trên đảo sa mạc thôi anh em ơi. Thế nên là hôm nay đổi gió xíu nhở. Cơ bản thì cái bản đồ đảo sa mạc của chúng ta nó vẫn chưa được hoàn thiện cơ, nên là nó chỉ là nhỏ như một cái bản đồ tốc chiến thôi. Còn đảo Thiên Đường này với lại đảo quân sự thì đã hoàn thiện rất là lâu rồi anh em ơi. Cứ thế mà chơi luôn chứ còn là ngại gì nhỉ anh em. Hôm nay thì ở khu trung tâm này mình thấy có mỗi 2 đứa thôi anh em ơi. Không biết là còn thêm thanh niên nào nữa không nhở. Yes, chưa thấy ai cả. Động xanh rau má chơi đá biôm. Sao vậy ta anh em? Mình sẽ lần lượt qua đây xử quân nào. Vâng, một combo rất là ổn luôn. Mình có Scar và chúng ta có thêm một cây MP40 nữa. Anh em thấy ổn chưa? Riêng kẹo là kẹo thấy ổn rồi nha anh em ơi. Với cái trang bị thế này thì cái việc kiếm top 1 nó rất là dễ dàng thôi. Vì đây là combo súng tủ của mình luôn anh em. Cơ bản là mình sẽ xem như nào lượm thêm mấy cái trang bị súng cho nó ngon tí anh em ơi. Vãi nồi. Gặp ngay mấy thằng đặt mình dạo à? Vai cả trưởng. Mấy thanh niên này kiểu như là rảnh rỗi thời gian anh em ơi. Đặt mình dạo luôn mới ghê chứ. Tôi lại sợ công quá cơ. Rồi nha. Mình sẽ xem là ở dưới này thì chúng ta có thêm gì nữa nhỉ anh em ơi. Chẳng thấy gì cả đâu. Đậu xanh nhở. À ok, có chuông này. Lượm mấy cái đồ xương xương thôi anh em. Và mình nghĩ là ở đây chắc là cũng chẳng còn ai đâu anh em ơi. Thế luôn. Là hiện tại là kẹo không có thấy một ai luôn anh em này. Uầy, chán nản quá cơ nhở. Tới anh em để xem kẹo ra ngoài phát nhở. Quần que chứ. Cái đậu xanh. Tới anh em ơi. Chắc là mình sẽ xem như nào đi qua cầu đi. Bởi vì là mình rất là ngại mình đu cáp luôn. Sợ là đang đu nửa đường cái chúng nó thấy cho, chúng nó bắn cho cái là lại lên bảng điểm số. Thật sự là xanh mộ. Mà kẹo không muốn xanh mộ sớm như vậy đâu anh em ơi. Phải muốn sống dai để còn chém gió với anh em chứ. Ten ten. Chẳng hiểu sao mình đã qua đây rồi. Và thật sự là vẫn đang còn rất là vắng luôn nè. Uầy, chúng nó đâu cả rồi anh em ơi. Chịu luôn. Rồi nhá. Đấy ok. Ngon lành. Ăn xong cái nấm ba củ chúng ta có là 100 EP này. Uầy, phải nổi. Một đứa ngay trên tròn luôn anh em ơi. Chuẩn bị xem như nào để qua ăn nó luôn nhở. Mày à, mày to gan mày lên tròi à. Thế này thằng bé lại chuẩn bị sắp mặt với kẹo rồi anh em ơi. Đây nhá. Từ từ bạn ơi. Mà hình như là mình đặt bom kẹo phần này hơi ngu. Ôi vãi nổi. Chẳng hiểu sao mình ngáo vãi anh em ơi. Đặt kiểu này anh em hơi khó nhảy lên. Vãi cả trưởng rồi. Lên solo với nó. Mày này. À đủ. Anh tưởng là chú gái mình cơ. Thì ra chỉ là một cái nón level 1 thôi anh em ơi. Chơi game kiểu này chẳng hiểu sao luôn anh em. Cơ bản là game Free Fire là game sinh tồn. Tôi đã nói với anh em rất nhiều rồi mà toàn mấy đứa kiểu chạy lên tròi xong là ngồi trốn thế này. Thế này thì hỏng hết. Ui, vãi. Nào sau cái gốc đá kia vậy. Ui. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi em sợ. À đủ. Em sao? Anh em chờ tôi nhá. Mình có một cam anh em qua và nó luôn cầm cây MP sấy cho lại sắp mặt bây giờ đây. MP40 sẵn sàng. Mày à, vỡ đầu chưa? Buồn chưa? Ui rồi, ra ma thằng rơm rơm này thì tuổi gì phải không nào anh em? Và hôm nay kẹo xin chúc tất cả anh em đang xem video trên kênh của kẹo một ngày tốt lành nha anh em. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên đó là hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Nhấn chuông để nhận thông báo khi mà kẹo đăng video sớm nhất nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và mình sẽ xem như nào lượn lờ qua đây xíu coi nào. Không thấy ai cả mới khoai chứ. Có một điều mà mình cảm giác như là ui, vãi nổi. Gì đấy?
Ấy vừa bảo là không có ai, thề luôn, sợ ra màn anh ơi. Mấy anh ơi tha cho em cái. Anh ơi tha cho em cái. Em sợ anh quá nhở. Quần que này. Quần que nhà anh này. Vãi cả đồ này làm sao. Làm sao anh còn chừng anh vỡ đầu anh nha. Lao nháo pháo ăn xẻ. À. Cái đầu đâu bạn ơi. Mày à. Mày hả bưởi. Ui câu liệu qua cả. Ui. Pha này căng vãi trưởng luôn anh em ơi. Nhưng mà không sao đâu, cơ bản là mình hết bông keo nên là mình sợ nó vãi. Ui, thật kia. Làm sao, mày chạy đâu? Mày làm sao? Úi dồi ôi, bố mày làm cái gì? Bố mày có làm chủ tịch nữa thì tao vẫn quất mày ok luôn. Xong luôn. Đấy, nó tưởng nó có bông keo nó ngon hơn mình cơ. Nào ngờ kẹo cầm MP40 vút cho cái thằng bé lăn quay ngã xanh mộ luôn nhờ. Anh em công nhận không? Úi dồi ôi. Trời ơi đáng lòng chưa? Người ta gọi là đáng lòng thanh niên đó mọi người. Và đây, trong cái trận đấu này ngày hôm nay của chúng ta còn lại 14 người chơi nữa. Nào, chưa thấy ai cả. Và nhiệm vụ của mình đây, nhiệm vụ của sĩ kẹo đây, ngày hôm nay sẽ xem như nào, cố gắng kiếm thật là nhiều kill, hạ gục thật nhiều kẻ địch. Đó. Ten ten. Các bạn ơi, các bạn đi đâu cả rồi? Lại để kẹo một mình nơi này. Buồn quá. Mình lại buồn quá cơ anh em. Giỡn thôi. Giờ thằng nào đi qua đây cái vả nó vỡ mồm luôn anh em ơi. Vỡ đầu luôn nhở. Trời chứ ngại gì nhở. Xem như nào, cố gắng kiếm top 1 nha anh em. Nani 13 người chơi. Và bây giờ là mình lại phải đi tìm chúng nó à. Quan trọng là chúng nó ở đâu để cho mình đi tìm chứ anh em. Hay lại bảo là mấy thằng lại ngồi nhà, lại ngồi sau ghế, lại núp chỗ nọ chỗ kia sau tảng đá các kiểu thì... Ê, kiểu thế thì kẹo, chịu thua luôn. Nãy mình đang tính đu dây qua nhưng mà nghĩ lại, đi cầu này vẫn ok hơn. Cơ bản là tôi bảo với anh em rồi mà, đu dây qua lại đang đu phê đứt dây đàn thì... Uầy, quá chán nhở. Vậy nên là ăn chắc mặc bền anh em ạ, đi cầu qua cho nó lành đấy. Anh em hiểu không nhờ? Rồi nhá, 13 thằng nữa nhá, chúng mày coi chừng tao nhá. Tao mà thấy chúng mày là chúng mày. Xác định nhá. Xác định liệu hồn với chú kẹo nhá. Ok. Chẳng hiểu sao nhờ. À đủ. Từ từ anh em ơi. Tôi là tôi sẽ phải xem như nào chúng nó đứa nào loanh quanh ở cái khu này là quất từng đứa một luôn. Đấy, nó cứ phải gọi là rõ ràng như vậy luôn này. Hello. Chưa thấy con rời nào đây cả. À đây. Mày à, mày vừa động tính à? Mày à, cấp tính của anh à? Xong luôn. Vỡ đầu nhẹ nhàng vút tâm xương xương. Thế là sao? Thêm thằng thứ 6 rồi. Uầy. 10 người chơi nữa. Đừng nói với kẹo là kiểu như là 10 anh em siêu nhân nhờ. Riêng kẹo thì sợ lắm. Uầy. Và ai? Cái gì kia? Ở ngay trên căn nhà kia. Ok, mình có bông keo mà. Solo. Nào solo. Anh tuổi tí này, solo không? Xem chú tuổi gì. Phải này, vỡ đầu. Nhẹ eo nhàng này. Nhảy lên như thần thánh vậy xong tôi cầm MP tôi vút cho lại khóc phải không anh em? Đây quần máu đây, quần full cây luôn nhở. Rồi nhá, chuẩn bị 200 trên 200 máu luôn. Thì làm sao mà phải ngại bố con thằng nào nhở. Ten ten. Ra ngoài này xem như nào anh em ơi. Chẳng thấy thằng ma nào luôn. Nani. Ui. Vừa bảo không có ai thôi xong sấp mặt vào nhà cái. Anh em ơi quần máu thôi. Đấy. Mình nhiều từ máu mà anh em, 11 từ máu mà. Cứ quấn cho nó full đi và hiện tại đã full máu rồi. Một đứa ở mãi cái khu biệt thự trong kia. Thôi vãi. Bây giờ mà chạy qua đó sơi nó thì hơi khoai. Đơn giản là kẹo không có bông keo anh em ơi. Mà ngồi canh thì lại không thấy nó đâu cả. Thế nên có lẽ là trong 36 kế chuẩn là thượng sách thôi anh em ơi. Đây ok. Chuẩn bị là quấn gói, khăn gói lên đường thôi anh em ơi. Chứ mình là mình ngồi cạnh đây và mình lại không thấy thêm thanh niên nào cả anh em ơi. Thôi nhá. Rồi lên đây. Lận lờ qua đây xem nào, người đâu hả? 6 thằng nữa thôi mà nhỉ. Từ anh em ơi. Mình sẽ xem như nào chuẩn bị lên trên cái khu vực cánh đồng cái đi. Giờ này chắc là hết người rồi đó. Cơ bản là cái thằng trong khu nhà biệt thự kia
khó sơi nó quá anh em ấy. Mà khó quá thì anh em chúng ta bỏ qua thôi, ai dám sơi nó. Và tầm này chỉ còn lại có 6 người chơi thôi. Nào, thanh niên thứ 8 này. Uầy, uầy, xong. Trời ơi, thanh niên, xong chưa, đu cắp treo cả. Uầy, 8 kill mình thề luôn, cái kill này thơm vãi trưởng ra. Đã nói với anh em rồi cơ mà. Đấy, anh em cứ phải gọi là coi chừng nhá. Đu cắp treo là lúc đu hết mình, lúc về mất mạng. Đấy, anh em thấy chưa? Nào, à, thanh niên số 9 mình thấy nó rồi nhá. Từ từ anh em ơi, chạy đạn lên phía trên cái đã. Làm sao? Mày à? Nó ngay góc kia thôi anh em ơi. Ngay phía trước mặt kẹo thôi. Ok ok, lại trốn sau khu rửa phải không nào? Phải lùa. Ôi, gặp anh Bảnh ra tù rồi. Thôi anh ơi, anh ra tù rồi, anh tha cho em cái. Bye bye mọi người nhá.